Ui, sáu múi. Tôi chả thích sáu múi gì cả. Tay to vãi. Tôi nhìn tôi thấy cái ghê. Thật đẹp gì. Sáu múi thường thành một. Không nhìn. Anh Minh Tuấn một múi. Sáu múi nhưng mà rồi thành một, được chưa? Ừ. Phải nói thế. Nhưng tay là đáng yêu. Đáng yêu của tôi. Xấu không bằng con Jellycat của chúng mình. Ừ. Jellycat của mình là tớ mua cái loại cũng gọi là xịn rồi mà. Không thế, không được. Nhìn nó không phớt lắm. Thật. Nhưng một con thỏ Jellycat mấy triệu, một triệu mấy à? Mấy triệu một con đấy. Đáng yêu vãi. Tam. Người ta cứ câu ở đây ấy, không biết có được cá không nhỉ? Đây, hôm giờ thấy người ta vớt một đống cá. Các bánh tráng mình ăn đi, người ta toàn bắt cá ở đấy thôi, đông vãi. Người ta kiểu răng lưới đấy, nó bắt nhiều vãi. Ui, Tây người ta ưa vận động nhỉ? Ừ. Toàn Tây chạy toàn đi bộ đi làm. Ờ. Chúng mình người thấy Tây nhá. Bạn chào Bình Yên này. Hả? Thôi, chiêu phết. Thôi, phải cứ để ý được đi. Đâm vào ai chết nhé. Có đông mía này. Mà không đông mía không? Ôi cậu ơi, tớ lo lá thỏ gì nữa. Thể làm một ăn được nữa. Quên không mang ví nhỉ, mua con đông mía. Nó xây gì ở đây đây? Ui, rác, nằm tớ cứ tưởng mấy con vịt. Bì rác ở đây kìa, nằm tớ cứ tưởng mấy con vịt tại nó màu trắng ấy. Đẹp nhỉ. Cái cầu này là sân khấu gì? Ước gì tuổi 23 mua được ô tô kìa. 4 năm nữa. 4 năm nữa tớ cũng chả làm được cái gì đâu. Thôi biết đâu, thử còn đi. Đấu đấu dần cậu ơi. Bây giờ chỉ ước nuôi được bản thân đi đã. Tớ mà có tiền thì con trai đối với tớ là chuyện bình thường. Chồng con tớ đéo cần.